Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Đêm nay ngày 18 tháng 2 Nhuận năm Quý Mão, tại trú xứ Thanh Nguyên, chúng con được về quỳ dưới chân Bồ Tát trong không khí trang nghiêm thanh tịnh của tất cả chúng sanh hướng về ngài Khánh Đản Đức Bồ Tát. Hôm nay chúng con đầy đủ thiện duyên lắng lòng xin được thực tập quán nguyện theo đại nguyện của Bồ Tát. Giờ này tất cả hội chúng ta đồng lắng lòng thanh tịnh để lắng tâm thành kính hướng về Bồ Tát và lắng nghe lời quán nguyện. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Bồ Tát, biết lắng tai nghe cho đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu, chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hôm nay dưới tôn tượng của Bồ Tát tại nơi Quan Âm Viên tại Già Lam Thanh Nguyên, chúng ta được ngồi lại đây, được đổi đầy đủ nhân duyên để có một đêm thực tập quán chiếu mọi nhân duyên trên cuộc đời và hôm nay đạo tràng chùa Thanh Nguyên rất là hân hoan được cung đốn bước chân an lạc của Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Đức Huệ, là người pháp lữ đồng tu của thầy trong những ngày còn thơ bé. Và hôm nay tất cả đạo tràng của chúng ta hướng về Thượng Tọa, chắp tay vái chào để cung đón Thượng Tọa. Những giây phút lắng động của sự thức tỉnh, và đó là niềm hạnh phúc vô tận
có những phút giây để chúng ta ngồi lại quán chiếu tịnh thân và nương theo hạnh nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát để chúng ta xoa rõ tâm mình, để từng phút giây chúng ta thực tập sự tỉnh thức. Đó là một nhân duyên lớn, một nhân duyên thù thắng của một kiếp người. Vì ngoài kia, trong dòng đời tấp nập với biết bao nhiêu sự chuyển đổi của vô thường, để rồi chúng ta mãi chìm đắm trong khổ đau. Có những lúc cả cuộc đời chúng ta không có được những phút giây để ngồi lại, để được tận hưởng những phút giây của cuộc sống của chính chúng ta. Thì hôm nay đây, hiện diện tại đạo tràng này, chúng ta đang rất hạnh phúc. Và để duy trì sự hạnh phúc đó, chúng ta phải tuyệt đối giữ sự chánh niệm và tỉnh thức. Và ngay giờ phút này, tất cả đạo tràng của chúng ta hãy thả lỏng tất cả bộ phận của cơ thể, ngồi ngay thẳng, hít thở thật sâu rồi thở nhẹ, lắng động trong vòng một phút tĩnh lặng, để chúng ta nạp lấy năng lượng yêu thương, rồi chúng ta học thêm hạnh nguyện Bồ Tát để cho cuộc đời thêm sắc màu yêu thương. Phút giây tĩnh lặng của tự thân để tìm về với chính mình đã cho chúng ta cảm nhận được sự lưu chuyển của tâm thức, để rồi chúng ta biết mình đang ở đâu và biết mình đang làm gì trên cuộc đời này. Những năm tháng trôi qua, mới ngày nào đó trên mảnh đất hoang vu trong trú xứ này, mà giờ đây 15 năm trôi qua, chúng ta được nhân duyên ngồi lại với nhau trong tình nghĩa huynh đệ, trong tình nghĩa thầy trò, và ngồi trong một mái già lam có chư Phật chứng tri, có pháp màu của Như Lai hiện hữu, có dáng đi tướng đứng của hành giả Như Lai. Đó là một sự thành tựu. Và hơn nữa, chúng ta đang thực hành sự tỉnh thức, để biết đâu là nhân duyên, biết đâu là nguồn gốc của sự khổ đau, biết đâu là chỗ quay về nương tựa vững bền nhất. Và từ đó, trong mỗi bước chân chúng ta đi, trong mỗi phút giây chúng ta nghĩ, chúng ta đều phát nguyện học theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm, để chúng ta tập ngồi lại đây, để tập lắng nghe, để tập thấu hiểu
với tâm không phán xét, tâm không thành kiến. Rồi mai đây trong dòng đời xưa đuổi của thế sự, chúng ta sẽ vững bước, và chúng ta là hành giả của Như Lai, là đệ tử của Phật, chúng ta thực hành theo hạnh Bồ Tát và nguyện rằng trong mỗi chúng ta là một cánh tay nối dài của Bồ Tát trong vô số ngàn cánh tay của Bồ Tát. Chúng ta cũng nguyện là đôi mắt của Bồ Tát trong muôn vàn đôi mắt, để rồi chúng ta thấy được sự khổ đau của nhân thế. Chúng ta phải khởi lòng bi tâm bằng trí tuệ của người công Phật, để chúng ta có thể là một phần của hạ nguyện Bồ Tát để đem lại niềm vui cho cuộc sống. Để có được điều đó, trước hết chúng ta phải dọn sạch tất cả những não phiền trong tâm thức của chúng ta. Và hôm nay chúng ta ngồi đây dưới ánh sáng của Như Lai, dưới sự chứng tri của Tam Bảo, và hơn hết đó là nghĩa tình pháp vị. Điều đó thật hạnh phúc. Và để cảm nhận được hạnh phúc đó, Thầy mời tất cả đạo tràng của chúng ta rót ấm trà nóng để thưởng thức hương vị của trà. Và những chú tiểu trẻ nhỏ thì chúng ta hớt một ngụm nước trong mát để cảm nhận pháp vị cam lồ mà năng lượng tích cực từ Bồ Tát Quan Thế Âm, để chúng ta được thấm nhuận Nam Mô Hiểu và Thương Bồ Tát. Mời tất cả đại chúng chúng ta nâng tách trà. Ngay từ thở còn thơ bé, một lần vô tình thì nghe được những vòng thơ mà đã nhiều lần Thầy tuyên đọc cho các chú tiểu ở chùa nghe. Tôi cất tiếng gọi người em, mái tóc xanh tôi chưa quen biết, đang bước đi trong đêm tối mịt mờ. Em về đâu giữa sa mạc mênh mông, đường vạn nẻo đường đời đầy cát bụi. Quá khuya rồi em hãy nghe tôi nói, dừng lại đây, ta ghé lại chỗ này để chúng mình tâm sự rộng đêm nay. Giờ em nói hay muốn nghe tôi nói? Đường nhân loại mịt mờ trong đêm tối, nhưng em ơi còn một lối vinh quang, có trăng vàng bác ái đường tình thương, có suối ngột dương chi lờ lững chảy, có giống cây từ bi muôn vạn trái, có hương thơm hỷ xả ngát hương lòng, có cung thiền bát nhã độ nhân sinh, vượt biển khổ để đưa người về bến giác. Nghe tôi nói em mỉm cười hoan lạc, tay siết tay trong ánh mắt chân tình. Đêm dần tàn trời trở lại bình minh,
Giờ em ở hay đi là tùy ý. Nếu ở lại thì tập rằng ý chí, còn ra đi thì tiếp tục đấu tranh. Nhưng nhớ rằng đời đẹp nhất những ngày xanh, ngày hy vọng tuổi đôi mươi chớm nở. Tôi mỉm cười với tâm tư và nụ cười cởi mở trên đường đời để dẫn lối em đi. Kính thưa đại chúng, tất cả chúng ta là những người học Phật. Tùy theo nhân duyên và căn cơ, chúng ta đều đến với Phật giáo bằng nhiều cách khác nhau. Và chúng ta cũng như cô bé với mái tóc xanh còn ngơ ngác trong mịt mờ của đêm tối vô minh. Và trong chuyến đi hành trình tìm về với bảo sở, tức là tìm về với chính mình, chúng ta cần có những người bạn đồng tu, chúng ta cần có những người thầy để chúng ta có thêm động lực, có thêm sự sẻ chia cho chúng ta khỏi đi lầm đường lạc lối. Và hôm nay chúng ta ngồi đây trong tình pháp vị, đó là thiện duyên muôn đời mà không dễ gì chúng ta có được. Và giờ phút này tất cả đại chúng cũng mong được lắng nghe sự sẻ chia của Thượng Tọa Đức Huệ về những phút giây tỉnh thức của tự thân. Kính thỉnh Thượng Tọa có vài lời chia sẻ cùng đại chúng. Nam mô Hiền Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tất Đại Chứng Minh. Nam mô Tổng Thinh Cứu Nạn Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát Tất Đại Chứng Minh. Kính bạch thầy trụ trì, kính thưa toàn thể hội chúng, cũng là một cái duyên lành. Thầy là người con xứ Quảng, hôm nay được hội ngộ nơi đây. Thầy Thích Quảng An đã vào Nam tu tập, về nơi đây là một cái nơi hoang sơ, nghèo khổ khốn cùng. Thật sự ra là quá ư là tội nghiệp. Nhưng mà thầy Quảng An vì một cái hạnh nguyện, một cái đại nguyện lớn, một cái từ bi lớn, một cái tâm vô lượng vị tha, muốn độ quần sinh. Có một cái tâm giống như một người mẹ Quan Thế Âm cứu vớt những linh hồn của các em, đưa các em về nơi bờ giác. Một cái đại nguyện lớn ấy, nhờ những sự tha lực của chư thiên Bồ Tát, sự trợ duyên của mười phương chư Phật và hướng dẫn những quý mạnh thường quân hướng về nơi thanh nguyên này, hôm nay được cái ngôi đại hùng bửu điện của thanh nguyên này thật là hùng vĩ, thật là đẹp, thật là uy nghi, thật là tuyệt vời. Cái vẻ đẹp của Phật giáo của chúng ta. Cũng như hôm nay,
thầy trụ trì Thanh Nguyên cùng những môn đệ cũng như quý thiền nam tín nữ Phật tử tề nghệ về nơi đây để dùng chén trà trong đêm ngày khánh đản của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Thầy trụ trì cũng ôn lại một cái kỷ niệm 15 năm thành lập Thanh Nguyên từ mái chân nghèo. Cũng chính vì lẽ ấy, thầy là người con quê hương đất Quảng, hôm nay về đây để tham dự buổi lễ cũng chia sẻ niềm vui và cái hỷ lạc cùng với đại chúng nơi đây là một đêm hân hoan mừng ngày của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và cũng không biết làm sao mà diễn đạt được cái nỗi vui mừng khi thầy trụ trì có cái tâm bi lượng quá lớn để từng làm thầy, cũng từng làm cha, cũng phải làm mẹ để nuôi dạy, sửa soạn, chăm sóc các chú tiểu được như ngày hôm nay. Thật là mừng vui cho một vị thầy xa quê mà đi vào cái đất miền Nam mà để tu tập, để hoành truyền cái giáo pháp như ngày hôm nay. Thì thầy cũng xin cảm niệm cái ân đức của cô quý mạnh thường quân cũng hướng về cái nơi Thanh Nguyên này để có được cái ngày hôm nay. Thì thầy cũng dâng lên lời cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho thập phương bá tánh các quý mạnh thường quân đã hộ trì trong 15 năm qua cho Thanh Nguyên được ngày hôm nay. Nam mô công đức lâm Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Rất hạnh phúc khi chúng ta trong mỗi bước chân chúng ta đi, chúng ta có được những người bạn cùng chung chí hướng. Bởi vì đâu đó chúng ta nghe rằng cơm có canh, tu hành có bạn. Để chúng ta hiểu được cái sự gắn kết của tình đạo vị, tình linh sơn pháp lữ và ngày hôm nay ngồi nơi đạo tràng của Quan Âm Viên, một công trình tôn tượng Bồ Tát Quan Thế Âm bằng chất liệu đồng cao 5 mét mà thầy trò chùa Thanh Nguyên và quý Phật tử đã hướng tâm kiến tạo để một phần nào đó thể hiện tâm nguyện hướng về Bồ Tát Quan Thế Âm với lòng tri ân và báo ân. Bởi trong mỗi phút giây để đạt được thành tựu nơi hiện tướng và nội tâm tu học là cả một quá trình gian khổ không dễ gì chúng ta có thể diễn tả bằng lời. Chính vì điều đó mà hôm nay thầy cũng chia sẻ cùng đại chúng một câu chuyện. Câu chuyện về hai nửa của một cục đá. Có một cục đá được chẻ làm đôi, một nửa thì được tạc thành tượng Phật, còn một nửa
thì được xẻ ra để làm các bậc trung cấp lớp đường. Thì cùng một xuất phát từ một cục đá mà chẻ đôi, một nửa thì được tạo nên một tôn tượng của chư Phật mà bất cứ ai đi ngang qua cũng cúi đầu, cũng thành khẩn, cũng vái lại, thể hiện sự kính phục. Còn một nửa đá kia thì bị giẫm đạp, và hứng chịu nhiều sự bất tịnh trong việc đi lại của tha nhân. Thì chính vì sự khác biệt đó mà một nửa cục đá mà làm thành bậc trung cấp vật hiếu nại tại tôi với ông cùng một nguồn gốc, mà ông thì được người ta lễ lại cung kính, còn tôi thì người ta lại chặt. Tôi thấy có sự bất công. Thì lúc đó một nửa phần đá mà tạc nên tượng Phật mới bảo rằng: ông hãy xem lại, để tạo nên một tượng Phật thì bản thân tôi phải chịu trăm ngàn mũi đục, mũi khoan để mùi mài dũa. Cùng với thời gian mới tạo nên một tác phẩm để người khác kính ngưỡng. Còn ngược lại, để tạo nên những bậc cấp của cầu thang thì chỉ vài mũi đục chỉ có thể chẻ mảnh đá kia thành những thành phẩm như vậy. Cuộc đời vốn dĩ nó như vậy. Nếu chúng ta chỉ mãi sống trong sự thù hướng và không có ý chí phấn đấu vượt lên trên những khó khăn và chịu đựng những thử thách, thì chúng ta mãi mãi chỉ là một cá thể tầm thường và có thể bị lãng quên. Nhưng để trân quý những phút giây có mặt trên cuộc đời này, để báo đền tứ trọng ân mà một con người trong kiếp nhân sinh này phải báo đáp, thì chúng ta phải cố gắng vượt qua mọi khó khăn chướng ngại. Chúng ta phải vượt qua những nỗi đau để rồi từ đó chúng ta mới thành tựu được tự thân và được trời người kính ngưỡng. Hôm nay tất cả đại chúng chúng ta thấy hiện diện trước đại chúng có những chú tiểu rất là thơ bé. Cái tuổi này là tuổi của ăn và ngủ. Nhưng trong một môi trường rèn giũa của chốn thiền môn, có lẽ các bé không được thoải mái, không được tự do như ở nhà hoặc ở một môi trường khác biệt.
Nhưng những ngày này cùng với năm tháng, các chú tiểu nhỏ này sẽ hội đủ nhân duyên thành những bậc long trưởng của Phật pháp. Để có được thành quả như vậy thì ngay từ bây giờ các chú tiểu cũng phải trải qua những năm tháng của sự khảo nghiệm, sự ràng giũa của chốn thiền môn. Và điều đó sẽ cho chúng ta những thức phim về sự hình thành nhân cách một con người, cũng như sự trải nghiệm của dòng đời. Và hơn bao giờ hết, trong giờ phút này, chúng ta hãy nắm chặt chặt tay nhau để lắng động và tự hứa với lòng mình rằng tình thầy trò của chúng ta mãi mãi vững bền, dù phong ba bộ táo đang ngày đêm rình rập và quái phá. Có lẽ tất cả mọi ngôn từ của thế gian đều chỉ mục đích là để diễn tả một sự việc hay một sự giải thích một hiện tượng nào đó. Nó chỉ là cái bên ngoài. Còn cái để chúng ta đến với nhau trên cuộc đời này, đó là sự gắn kết của nhân duyên và sự gìn giữ trân quý những nhân duyên thù thắng và tốt đẹp đó. Nơi thanh nguyên này đã có bao nhiêu thế hệ đến rồi đi, mỗi bước chân của mỗi mảnh đời đều có mỗi ngã rẽ khác nhau trên cuộc đời. Nhưng với tư cách một người thầy đang đêm ngày học theo hành nguyện Bồ Tát Quan Thế Âm, thầy luôn luôn chấp nhận và cầu mong tất cả những điều tốt đẹp với đến với chúng đệ tử của thầy. Và những sự đến đi đó có những điều, có những phút giây làm cho tấm lòng người thầy bị xe thác lại. Nhưng trong quán niệm chúng ta hiểu và chúng ta đang thực tập, vì chúng ta đang ngồi đây mà tâm không phán xét. Khi phát nguyện kiến tạo ngôi già lam thanh nguyên này, trong những ngày đầu tiên trong tâm thức thầy mong nguyện kiến tạo một tôn tượng Bồ Tát thật là trang nghiêm, thật là nhẹ nhàng với lòng từ bi, để rồi mỗi ngày chúng ta được diện kiến đức tôn tượng Bồ Tát, chúng ta học, chúng ta phát cái nguyện để học theo hạnh Bồ Tát. Cái tinh thần từ bi cộng với cái trí tuệ của người con Phật thì tin chắc một điều, chúng ta sẽ có hướng đi đúng và luôn luôn tỉnh thức.
Thật sự thời gian như một dòng chảy, nó sẽ cuốn trôi đi tất cả, cuốn trôi đi mọi sự gắn kết của giả tướng bên ngoài, nhưng nó không thể nào cuốn trôi được những nhân duyên nghiệp quả của chúng ta do vô minh, do thiện nghiệp mà chúng ta gây tạo trên cuộc đời này. Vì vậy, trong đêm này chỉ có ít phút thôi chúng ta ngồi đây, nhưng chúng ta đang tự tìm về với chính mình, tự tìm về với sự tỉnh thức và tìm về với hành trình giác ngộ giải thoát. Một lần nữa, tất cả đại chúng, chúng ta nâng chén nước của mình lên, chúng ta thưởng thức hương vị đắng cay của cuộc đời, để rồi chúng ta cảm nhận được vị ngọt của sự chiến thắng. Thông qua đó, chúng ta buông xả mạng não phiền, để một phút chúng ta lại thực tập chánh niệm và tỉnh thức. Giờ này tất cả đại chúng, chúng ta hãy khởi thân đứng dậy, quay mặt hướng về tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm để chúng ta hành lễ. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Đồng Thinh Cứu Nạn Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Đồng Thinh Cứu Nạn Cứu Khổ Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhân tâm đảnh lễ Nam Mô Đồng Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau khi đảnh lễ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, tất cả đại chúng, chúng ta hãy hữu nhiễu tôn tượng ba vòng trong sự tĩnh lặng của thực tập tỉnh thức. Mời đại chúng
Phật